hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu trong trường hợp thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43 năm 2022. Rất là nhiều hộ kinh doanh có thắc mắc là đối với trường hợp từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 được giảm 20% cái mức tỷ lệ phần trăm tính thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43 năm 2022 như một cái hóa đơn mẫu ở trên màn hình Mộc Lan đang để như thế này, thì các bạn sẽ kê khai doanh thu theo cái doanh thu chưa giảm hay là kê khai theo cái doanh thu đã giảm. Thì trong cái video này Mộc Lan sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kê khai. Đầu tiên là doanh thu các bạn kê khai là doanh thu giảm hay chưa. Thì doanh thu ở trên chứng từ bán hàng đối với mặt hàng thuộc đối tượng được giảm thuế, các bạn sẽ hạch toán doanh thu chưa giảm. Ví dụ ở đây dịch vụ ăn uống là 2 mâm là 3 triệu thì các bạn sẽ hạch toán doanh thu là 3 triệu. Thế còn cái phần 18.000 tức là 20% thuế, tỷ lệ phần trăm tính thuế giá trị gia tăng được giảm theo nghị quyết số 43 này, các bạn sẽ điền vào đâu? Cái phần 20% đó các bạn sẽ khai báo thêm vào cái phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 43 năm 2022 trên phần mềm của Mộc Lan. Vậy thì các bạn sẽ hỏi rằng là nếu trong trường hợp mà hộ kinh doanh được giảm thuế giá trị gia tăng như vậy thì cái tờ khai thuế quý 1 năm 2022 dành cho hộ kinh doanh gồm những mẫu biểu nào? Thì các cái mẫu biểu dành cho hộ kinh doanh trong trường hợp được giảm thuế là như sau. Đầu tiên đó chính là cái tờ khai thuế chính. Trên cái tờ khai thuế chính này nó sẽ thể hiện cái doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh các bạn. Thế thì ở đây doanh thu nó sẽ phân ra làm 4 nhóm ngành nghề như sau. Nhóm ngành nghề đầu tiên là phân phối cung cấp hàng hóa với tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%, thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Tiếp theo nhóm ngành nghề thứ hai là dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu. Đối với nhóm ngành nghề này thì tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5% và thuế thu nhập cá nhân là 2%. Còn nhóm ngành nghề thứ ba là sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng của nhóm ngành nghề này sẽ là 3% và thuế thu nhập cá nhân là 1,5%. Cuối cùng là hoạt động kinh doanh khác thì tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2% và thuế thu nhập cá nhân là 1%. Vì vậy, cái việc mà xác định cái nhóm ngành nghề của các bạn thuộc nhóm nào trong 4 nhóm ngành nghề dưới đây nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì khi các bạn xác định sai một cái là cái tiền thuế các bạn tính ra nó sẽ bị sai. Và nếu tính thừa thì không sao, chứ tính thiếu thì các bạn sẽ bị truy thu thuế. Được chưa? Và trong cái trường hợp cái nhóm ngành mà dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu với nhóm sản xuất vận tải dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, rất là nhiều bạn bị xác định nhầm. Dẫn đến là đối với cái nhóm 2 này thuế giá trị gia tăng nó tận 5%, mà các bạn làm sai xuống cái nhóm 3 này nó có 3% thôi, nó bị chênh lệch tiền thuế rất là lớn. Vậy làm sao để các bạn xác định được đúng cái nhóm ngành nghề của các bạn là thuộc nhóm ngành nghề chịu thuế suất bao nhiêu phần trăm? Thì quay trở lại với cái phụ lục số 01 thuộc ban hành theo thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 6 năm 2015. Ở trên đây nó có liệt kê cái danh mục ngành nghề mà thuộc nhóm chịu thuế suất bao nhiêu phần trăm. Bạn nào chưa biết có thể vào đây tra trực tiếp cái mã nhóm ngành nghề của các bạn xem nó thuộc cái tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu là bao nhiêu phần trăm thì các bạn áp vào. Mộc Lan ví dụ trong cái trường hợp hóa đơn của Mộc Lan là nó là cái dịch vụ ăn uống. Cái dịch vụ ăn uống thì các bạn thấy nó thuộc ở trong cái nhóm 3 là sản xuất vận tải dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu. Nó thuộc cái dịch vụ ăn uống nó nằm trong cái nhóm này và cái thuế giá trị gia tăng nó là 3%. Vì vậy khi quay trở lại về trên phần mềm của Mộc Lan thì các bạn sẽ hạch toán như thế nào? Các bạn sẽ vào chứng từ bán hàng hóa. Tại cái phần hàng tiền này thì các bạn sẽ vào chọn vật tư. Nếu chưa tạo mã dịch vụ ăn uống thì các bạn vào thêm mới vật tư để tạo mã dịch vụ ăn uống. Cái tài khoản doanh thu ở đây là gì? Sẽ là 511. Tuy nhiên Mộc Lan sẽ tách ra các cái nhóm như sau. Các bạn chú ý này, ở trên phần mềm của Mộc Lan có luôn cái sổ chi tiết doanh thu để các bạn khai báo doanh thu tương ứng với từng nhóm hàng và để phục vụ cho việc tính thuế khi lên tờ khai thuế. Thì đây Mộc Lan có phân ra làm ký hiệu đối với doanh thu từ phân phối cung cấp hàng hóa thuộc nhóm 1, nó ký hiệu là 511. Dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 5112. Sản xuất vận tải dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 5113. Và vừa rồi chúng ta xác định cái doanh thu của chúng ta là 5113. Thì các bạn sẽ vào lại cái chứng từ bán hàng này, các bạn thêm mới vật tư, tài khoản doanh thu 5113. Các bạn nhấn lưu lại, thêm vật tư thành công. Sau đó các bạn sẽ click vào đây để các bạn điền là
số lượng là 2 mâm, thành tiền là 3 triệu. Các bạn chú ý nhé, 3 triệu này là 3 triệu chưa giảm thuế. Tài khoản nợ ở đây, nếu thu ngay bằng tiền mặt thì các bạn điền là 111, nhấn OK. Các bạn nhớ tích vào thu ngay bằng tiền mặt nhé. Các cái trường thông tin khách hàng thì các bạn sẽ điền đối tượng khách hàng theo như trên hóa đơn. Mộc Lan ví dụ một mã khách hàng và ngày hạch toán thì các bạn cũng sẽ điền như trên hóa đơn. Tài khoản doanh thu ở đây nó là 5113. Các bạn nhấn OK. Sau khi nhập xong rồi thì các bạn sẽ nhấn vào lưu. Sau khi các bạn lưu dữ liệu thành công rồi thì các bạn tắt đi. Sau khi các bạn nhập xong rồi thì các bạn lên tờ khai của Mộc Lan này. Nó đã chạy lên đây rồi. Nó đã chạy lên đây rồi. Để cho các bạn tính được thuế kỳ này là phải nộp là bao nhiêu. Tiền giá trị gia tăng là 90.000, tiền thuế thu nhập cá nhân là 45.000. Đó. Thế và chúng ta sẽ phải đi kèm thêm một cái phụ lục nữa, là cái phụ lục 01-2BK. Và cái phần bên dưới này là chi phí quản lý. Nếu trong kỳ các bạn đã hạch toán ở trên phần mềm rồi thì nó sẽ tự động chạy lên cái phần chi phí quản lý ở trên này, cho các bạn điền trực tiếp vào cái phần hỗ trợ kê khai thuế trên HTKK. Đối với hộ kinh doanh thì các bạn sẽ vào cái phần thuế khoán và thuê tài sản. Các bạn chọn đến mẫu 01CNKD tờ khai cá nhân kinh doanh theo thông tư 41 năm 2021 và các bạn chọn theo quý. Đó, quý 1 năm 2022, tích chọn theo cái phụ lục 01-2BK để kê khai. Thế thì nhiều bạn thắc mắc là đơn vị của em là có giảm thuế, giảm 20% tiền thuế giá trị gia tăng. Nhưng ở trên cái tờ khai dành cho hộ kinh doanh ở HTKK nó lại không có cái phụ lục giảm thuế. Vậy nếu mà em kê khai theo cái doanh thu chưa giảm thì đồng thời cái nghĩa vụ nộp thuế của em ở đây, cái tiền thuế trên tờ khai thuế này của em là cũng chưa bao gồm cái tiền thuế đã được giảm 20%. Vậy thì trong trường hợp này thì kế toán sẽ cần phải nộp thêm cái gì không? Trong trường hợp mà hộ kinh doanh được giảm 20% tiền thuế giá trị gia tăng thì các bạn sẽ phải đi kèm một cái phụ lục giảm thuế theo nghị quyết số 43 năm 2022 nữa. Và cái phụ lục này nó không có ở trong cái bộ tờ khai HTKK, vì thế các bạn sẽ phải làm riêng ở bên ngoài. Làm riêng ở bên ngoài, sau đó các bạn in ra bản cứng và các bạn mang lên nộp cho cơ quan thuế. Ở trên cái phụ lục này nó có những cái yếu tố nào? Nó sẽ có tên những cái mặt hàng mà các bạn được hưởng thuế suất ưu đãi trong kỳ giảm 20% là những mặt hàng nào, các bạn liệt kê hết vào đây. Cái doanh thu giá trị hàng hóa dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng. Đấy thì các bạn sẽ điền vào đây là 3 triệu. Sau đó các bạn điền cái thuế suất của cái mặt hàng này là bao nhiêu? Thuế giá trị gia tăng là 3%, vậy được giảm 20% tức là các bạn sẽ được giảm là 18.000 đồng. Tức là nếu hộ kinh doanh của các bạn trong kỳ cái mặt hàng của các bạn không thuộc đối tượng được giảm 20% thuế giá trị gia tăng thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế và phụ lục 01-2BK. Còn nếu trong trường hợp các bạn được hưởng thêm 20% giảm thuế giá trị gia tăng thì các bạn sẽ phải nộp thêm cái bản cứng đi kèm phụ lục thuế giảm thuế này nhé. Ngoài ra thì nếu hộ kinh doanh mà chưa chuyển đổi hóa đơn sang thông tư 78 và có phát hành hóa đơn quyển thì các bạn phải nộp thêm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa. Và tờ khai thuế đi kèm phụ lục 01-2 cùng với báo cáo sử dụng hóa đơn thì các bạn có thể nộp online hoặc là nộp bản cứng tùy từng chi cục. Và đây là cái phần mềm kế toán dành cho hộ kinh doanh của Mộc Lan cung cấp. Trên này nó đã có đầy đủ các cái hệ thống ghi chép và sổ sách được bố trí một cách khoa học. Các sổ sách đã được lập trình, công thức tính toán cũng như là các cái tờ khai thuế ở đây đã được sắp xếp theo đầy đủ biểu mẫu dành cho hộ kinh doanh kê khai thuế quý. Vì vậy, nếu bạn là hộ kinh doanh, nếu bạn chưa có một cái phần mềm kế toán ghi chép dành cho hộ kinh doanh một cách khoa học, tiện ích với chi phí tiết kiệm thì phần mềm này sẽ là lựa chọn số 1 cho các hộ kinh doanh. Phần mềm kế toán của Mộc Lan giao diện đơn giản, đầy đủ sổ sách, cách nhập liệu cũng rất là dễ dàng, có video hướng dẫn đầy đủ cho các bạn. Ngoài ra, phần mềm này với chi phí rất là tiết kiệm, đang có chương trình giảm giá, mua một lần dùng trọn đời, giảm từ 1 triệu rưỡi chỉ còn 1 triệu đồng. Chỉ với 1 triệu đồng, các bạn đã có ngay một cái phần mềm tiện ích như thế này để ghi chép sổ sách và lên tờ khai thuế cho hộ kinh doanh. Mua một lần dùng trọn đời, một phần mềm này có thể sử dụng làm cho nhiều hộ kinh doanh. Đặc biệt là không mất phí nâng cấp hay là hỗ trợ sau bán. Vì vậy, nếu bạn là kế toán dịch vụ cho các hộ kinh doanh hoặc là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mới ra phải ghi chép sổ sách, các bạn muốn tiết kiệm chi phí, các bạn muốn được
mua phần mềm với giá tốt nhất. Các bạn được muốn được hỗ trợ hướng dẫn cái cách lên tờ khai, cách kê khai thuế cho hộ kinh doanh thì các bạn hãy liên hệ với Mộc Lan theo số điện thoại 0989 466 992 để đăng ký mua phần mềm và được cấp video hướng dẫn sử dụng kê khai thuế miễn phí dành cho hộ kinh doanh.